Xin chào các bạn, và bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái mặt thiết kế và mặt cơ khí của con máy nén khí này các bạn. Thì đây là cái dàn làm mát dầu và làm mát khí. Đây là cái dàn thì thường là bọn tôi sẽ tính là cái dàn này, cái diện tích của dàn ấy, thì nó sẽ được chia thành 3 phần. Hai phần dành cho máy nén để làm mát dầu các bạn, và 1/3 dàn đây, các bạn nhìn thấy phía bên này. Đây cái chỗ mà từ tay tôi hất vào bên trong là cái dàn làm mát khí. Bởi vì cái thường là tất cả những cái máy nén khí thì thường là cái bề mặt dàn để làm mát dầu ấy thì bao giờ nó cũng rất là lớn, bởi vì cái nhiệt độ dầu nó rất là cao và nó cần một cái lưu lượng khí, lưu lượng gió để làm mát cái phần dầu làm mát cho máy nén khí cũng tương đối lớn, nên là người ta ưu tiên là 2/3 cái dàn làm mát của cái máy nén khí thì người ta dành cho để làm mát dầu. Còn phía bên trong đây là các bạn nhìn đây này, đây là cái phía này từ đây vào trong là để dành để làm mát khí. Và cái nhiệt độ khí ra thì sẽ bằng cái nhiệt độ phòng máy của các bạn á, cộng thêm khoảng tầm 15 độ C. Đấy thì đây là phần dàn các bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ lia cái máy của tôi xuống cái khu vực ở dưới đây, để các bạn nhìn thấy cái khu vực tách dầu, lọc dầu và cái cụm đầu nén trục vít của nó như thế nào các bạn nhé. À, các bạn thân mến, và bây giờ thì tôi sẽ dẫn các bạn vào tới bên trong của cái cụm đầu nén trục vít, cũng như cái thiết kế cơ bản của cái kết cấu của cái con máy nén khí Kobeco này các bạn. Thì ở đây là các bạn nhìn thấy đây là cái hệ thống tách dầu. Ở bên trong này nó sẽ có một cái lõi tách dầu. Ở đây là bình chứa dầu và đây là lọc dầu các bạn ạ. Cái cụm đầu nén, đây là cụm đầu nén, nó động nén. Cái bởi vì con này nó sử dụng biến tần nên là đầu nén và động cơ thì là nó được kết nối một cách là trực tiếp. Kết nối trực tiếp thì cái ưu điểm của cái kết nối trực tiếp đấy là cái thứ nhất là nó tăng được cái hiệu suất của cái máy nén khí lên rất là nhiều. Hai nữa là có thể điều chỉnh được cái áp suất nó cao hơn so với sử dụng dây Cura các bạn. Nhưng mà có cái nhược điểm ngược lại là mỗi lần chúng ta sửa chữa hoặc là chúng ta thay bi đầu nén thì nó sẽ vất vả hơn rất là nhiều. Đấy, chúng ta phải bôi cả cụm gồm đầu nén trục vít và cả cái động cơ của cái máy nén khí ra thì cũng rất là phức tạp. Nếu mà ở cái vị trí này thì rõ ràng là chúng tôi sẽ không làm được, và bắt buộc các bạn là phải nhấc cả cái cụm máy nén khí này về xưởng của chúng tôi. Đấy, thì đây là một cái hệ thống cơ bản nguyên lý làm việc của cái máy nén khí. Thì sau này tôi sẽ có một cái video riêng biệt để gửi tới quý vị các bạn rất là chi tiết về cái nguyên lý làm việc của máy nén khí. Thì đây là hôm nay tôi giới thiệu với các bạn là về cơ bản là cái con máy nén khí Kobeco này cũng đời khá là cao và sử dụng công nghệ tiết kiệm điện, tức là công nghệ biến tần. Đấy, thì và bây giờ thì tôi các bạn hãy đi theo tôi để vào xem là cái model của em ấy cụ thể như thế nào, và tôi sẽ giải thích cho các bạn từng cái ký hiệu trong cái model của nhà sản xuất cái hãng Kobeco này, người ta ký hiệu cái con máy này như thế nào các bạn nhé. Đấy, và tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái tách dầu mà chúng tôi vừa thay ra, em ấy nhìn nó sẽ như thế nào và tại sao phải thay các bạn nhé. Các bạn thân mến, đây là cái tách dầu các bạn của cái con máy nén khí Kobeco 22kW là 30 ngựa mà chúng tôi vừa mới thay ra. Đây là cái tách nguyên bản đấy, của đúng hãng Kobeco đấy. Đây là cái con tách lọc dầu này các bạn ạ, của cái con máy nén khí Kobeco 30 ngựa 22kW của con Kobeco mà tôi vừa mới giới thiệu các bạn. Thì cái tách này cũng hiện tại thì nó cũng có cái hiện tượng là nó đang bị ra dầu rồi các bạn. Tức là trong cái khí nén sử dụng của khách hàng đó thì nó đã có cái hiện tượng là lẫn dầu. Thì khi mà cái biểu hiện mà cái tách dầu nó bị ra dầu thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong một cái video chuyên về cái phụ tùng của máy nén khí. Và đây là cái tách dầu mà hôm nay chúng tôi tới để chúng tôi thay cho khách bảo dưỡng con máy nén khí này các bạn. Đây thì các bạn nhìn thấy đây là một cái tách dầu. Con này thì khi mà các bạn thay thế thì cũng khá là thuận tiện. Nó cũng chỉ các bạn chỉ bạn ren cái vỏ nhôm bên ngoài của cái cụm tách dầu ra thôi. Và các bạn rút nó lên thì thay thế nó cũng rất là thuận tiện. Đấy, và bây giờ thì các bạn hãy đi theo tôi để tôi phân tích các cái ký hiệu của cái nhà máy của hãng Kobeco, người ta ký hiệu về cái con máy nén khí Kobeco sử dụng biến tần này như thế nào các bạn nhé. Và các bạn hãy theo tôi. Các bạn thân mến, đây là cái tem mác cái máy nén khí Kobeco mà nhà máy người ta khi mà người ta xuất xưởng thì người ta có in và người ta dán lên trên này. Thì đây là cái mô hình về cái nguyên lý làm việc của máy nén khí rồi các bạn. Ở đây thì có cụm đầu nén này, động cơ này, hệ thống bình chứa dầu này, tách dầu này. Vừa xong thì tôi đã giới thiệu tôi cận cảnh từng cái vị trí cho quý vị một. Và bây giờ thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn đây là cái mã cái model của cái con máy nén khí này các bạn ạ. Thì đây là của hãng Kobeco. Model là SG395AD25A22. Thì ngay cái đầu video thì tôi cũng đã giới thiệu cùng các bạn rồi. Cái đây là manufacturer
number, tức là cái mã sản phẩm của nhà máy khi người ta xuất xưởng. Discharge pressure, tức là cái áp suất làm việc tối đa theo thiết kế là 0,7 megapascal. Nguồn điện sử dụng ở đây là nó sử dụng biến tần các bạn, và con máy này là con máy mà chúng tôi nhập nội địa từ Nhật Bản về, nó dùng cho thị trường của Nhật nên là nó sử dụng điện áp là 220 3 pha hoặc là 220 V 3 pha. Đấy. Còn cái lưu lượng của cái máy nén khí này là 3,95 mét khối trên phút. Tổng cái trọng lượng của cái con máy nén khí này là 640 kg và năm sản xuất là 2012. Con máy một con máy đời rất là cao và sử dụng công nghệ mới biến tần, và công ty Vân Long chúng tôi cũng đã từng bán cái con máy này cách đây khoảng tầm hơn 1 năm rồi, và hôm nay chúng tôi theo định kỳ thì chúng tôi tới để chúng tôi thay dầu, lọc tách dầu, coi như bảo dưỡng định kỳ các bạn. Đấy. Thì như vừa xong thì tôi cũng đã giới thiệu với các bạn rất là chi tiết từng cái bộ phận của cái con máy nén khí của Beko này rồi các bạn. Và bây giờ thì tôi cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều, các bạn đã dành thời gian để theo dõi cái video của tôi, và các bạn nhớ là hãy đăng ký kênh các bạn nhé. Các bạn có bất kỳ những cái bình luận gì về cái video của tôi thì các bạn cứ bình luận ở dưới cái video của tôi các bạn nhé. Và các bạn nào có nhu cầu về máy nén khí cũ hoặc máy nén khí mới, hoặc là các cái phụ tùng cũng như là cái những cái dịch vụ liên quan đến máy nén khí, thì hãy liên hệ với công ty Vân Long chúng tôi, và tôi cũng sẽ để cái số điện thoại của tôi ở trong cái video này để các bạn tiện liên hệ các bạn nhé. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thank you.